Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Lễ vượt qua của dân Do Thái gần đến, Chúa Giêsu lên Jerusalem. Người thấy ở trong đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc. Người chấp dây thừng thành roi đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: hãy đem những thứ này đi khỏi đây và đừng làm nhà cha ta thành nơi buôn bán. Môn đệ liền nhớ câu kinh thánh: sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi. Bây giờ người Do Thái bảo người rằng: ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy. Chúa Giêsu trả lời: các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội trong 3 ngày ta sẽ dừng lại. Người Do Thái đáp lại: phải 46 năm mới xây được đền thờ này mà ông sẽ dừng lại trong 3 ngày ư? Nhưng người có ý nói đền thờ là thân thể người. Vì thế khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin kinh thánh và tin lời người đã nói. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Ông bà, chị em thân mến, vào thời phong kiến, thời vua Chúa ngày xưa, một trong những cái tội mà gọi là tội nặng, đó chính là khi quân phạm thượng. Tội khi quân phạm thượng là cái tội khinh thường nhà vua, không có tôn kính nhà vua. Tội đó khi bị kết án có thể bị tru di tam tộc, không những mình chết mà tới 3 dòng thì chết, 3 đời tru di tam tộc. Đó là tội khinh thường nhà vua. Nhà vua là một con người thôi, là một thụ tạo bình thường thôi, nhưng mà là người đứng đầu một đất nước, để rồi có cái quyền lực trong tay. Còn hôm nay trong bài tin mừng chúng ta nghe những người Do Thái buôn bán trong đền thờ. Đền thờ có thể được hiểu như là cái cung điện của Thiên Chúa, là nơi mà con người ta đến để thờ phượng Thiên Chúa, và nơi mà Chúa Tể muôn loài đến ngự trị, là vị vua trên các vua. Đến đó người ta phải tôn kính nghiêm trang. Thì ở đây những người Do Thái, trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe, thì họ lại đi, họ lấy cái đền thờ, họ bán bò, chiên, chim câu, rồi đổi tiền nữa. Họ lợi dụng đền thờ và coi đền thờ trở thành một cái nơi kinh doanh của họ, một cái nơi mà họ làm những cái chuyện gọi là rất là trần tục, nhưng một cái nơi mà họ coi thường trở thành một cái chợ, một cái cửa hàng buôn bán vậy. Vì thế mà họ đã phạm vào một cái tội mà như tôi nói lúc đầu, phạm thượng khi quân. Chúa Giêsu mới thấy được cái kiểu của họ. Ngài đã lấy dây thừng làm roi để rồi đánh đuổi những người buôn bán trong đền thờ, xô đổ và hất tung những người mà đổi tiền. Và khi Chúa nói: các ngươi đi khỏi đây và đừng biến nhà cha ta thành nơi buôn bán. Chúng ta nói đến đền thờ, nói đến nơi cái đất mà Chúa ngự, ta nhớ đến trong sách Xuất Hành, nhớ đến Môi-sen khi chúng ta còn đang chân chiên cho nhạc mẫu, cho nhạc phụ của mình, ở đang đứng ở núi, dưới chân núi Horeb, thì ông ta thấy một cái bụi gai bốc cháy, mà bốc cháy nhưng lại không tàn,
Moses đi đến gần cái bụi gai thì thấy trong bụi gai có tiếng Chúa vọng ra. Đứng lại, Moses đứng lại và cởi giày nơi chân ngươi ra, vì chỗ ngươi đang đứng là đất thánh. Đó, phải tôn kính. Đi đến đó là Moses phải bỏ giày ra và không được đi đến nữa, vì đất đó là đất thánh. Còn ở đây những người Do Thái thời Chúa Giê-xu lại, họ lại lấy đền thờ là cái nơi thiêng liêng, nơi để con người gặp gỡ Thiên Chúa, và nơi để Thiên Chúa ngự trị, và nơi để thiên con người tôn kính, thì người ta lại buôn bán. Cái tội quá nặng, khi quân phạm thượng. Vậy thì hôm nay là ngày lễ giáo hội kính nhớ ngày cung hiến thánh đường Laterano. Nó đến thánh đường Laterano là một trong những thánh vương cung thánh đường lâu đời nhất của giáo hội Công giáo, là một trong những vương cung thánh đường lớn lâu đời, và đặc biệt ở chỗ là nhà thờ chánh tòa của Đức Thánh Cha, là nhà thờ mẹ của các nhà thờ. Đó là một cái thánh đường vật chất, nhưng là một cái biểu tượng của sự hiệp nhất. Đức Giáo Hoàng nơi đó, chúng con là con cái, là nơi để thờ phượng Thiên Chúa, và là nơi để thấy được sự hiệp nhất trong giáo hội Công giáo. Thì qua ngày lễ mà chúng ta kính nhớ ngày cung hiến thánh đường Laterano, và trong bài tin mừng hôm nay, khi đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ, Chúa Giê-xu cũng nói đến hai cái đền thờ trong bài tin mừng mà chúng ta nghe. Đền thờ đầu tiên là đền thờ Jerusalem, đền thờ mà các ngươi đang buôn bán trong đó. Đền đó là đền thờ vật chất, là nơi để mình thờ phượng và tôn thờ Thiên Chúa. Và Chúa cũng nhắc đến một cái đền thờ thứ hai, đó là các ngươi phá hủy đền thờ này đi, trong ba ngày ta sẽ xây dựng lại. Những người Do Thái lúc bấy giờ và cả các môn đệ cũng không hiểu được ý Chúa nói. Ý Chúa muốn nói cái đền thờ đó là một cái đền thờ về tinh thần, đền thờ thiêng liêng đó, chứ không phải là cái đền thờ Jerusalem này các ngươi xây dựng 46 năm, mà là đền thờ thiêng liêng là chính thân thể Đức Kitô. Chính Chúa chết đi, sau ba ngày người lại sống lại. Một cái đền thờ của sự chết và phục sinh, một cái đền thờ của con người, một cái đền thờ mà tất cả mọi người được kêu gọi đến để gặp gỡ Thiên Chúa. Đền thờ được xây dựng trên nền tảng của Chúa Thánh Thần và tình yêu của Chúa Cha. Đó là đền thờ của tất cả mọi người Công giáo. Nếu mà chúng ta đi đến vào trong nhà thờ, ngồi trong một cái ngôi đền thờ vật chất mà mình không tìm gặp được Thiên Chúa là một ngôi đền thờ thiêng liêng thì cũng vô ích. Điều mà con đến ngôi đền thờ vật chất để mà con tìm đến, con hiệp thông được với ngôi đền thờ thiêng liêng, đó chính là đền thờ Đức Kitô. Vậy thì ngày hôm nay mà kết hợp theo lời nói của Thánh Phaolô thì chúng ta có đến ba cái đền thờ thiêng liêng. Đền thờ thiêng liêng đầu tiên trên mọi đền thờ đó chính là thân thể Đức Kitô. Đền thờ thứ hai là giáo hội, mà mỗi người mình là một viên đá sống động, còn Đức Kitô là một viên đá gốc. Đền thờ giáo hội được xây dựng trên cái hơi thở của Chúa Thánh Thần, là một sức sống để cho chúng ta thấy đền thờ này tồn tại mãi mãi cho đến muôn đời. Đền thờ giáo hội này, vì không phải như là những cái tổ chức khác, mà giáo hội của mình là một giáo hội mầu nhiệm, trong đó có Chúa Thánh Thần, có sự mầu nhiệm, vì thế đền thờ giáo hội vẫn bền vững muôn đời. Và thứ hai, cái đền thờ thiêng liêng thứ ba là đền thờ thân thể. Của Thánh Phaolô nói, anh em là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Vậy thì tôi liên hệ lại về vấn đề gọi là khi quân phạm thượng. Những người Do Thái trong bài tin mừng phạm vào một cái lỗi khi quân phạm thượng, vì không tôn kính đúng cái đền thờ mà nơi Thiên Chúa ngự trị. Vậy thì hôm nay con có phạm vào cái tội khi quân phạm thượng
đối với những cái đền thờ đến nơi là nơi thờ phượng Thiên Chúa không? Có. Đôi khi mình khi quân phạm thượng không giống như những người Do Thái xưa, không có đem bò đem chiên đến đền thờ, mà con lại khi quân phạm thượng một cái kiểu giống như thế, nhưng nó tinh vi hơn, nó khác hơn một chút. Vậy thì khi quân phạm thượng, tôi xin chắc chắn rất là nhiều kiểu mà chúng ta khi quân phạm thượng mà chúng ta không hay, hoặc là có đôi lúc mình cố tình. Nhưng tôi xin đưa ra ba cái kiểu khi quân phạm thượng là ba cái chữ T. Chữ T đầu tiên là coi thần tài hơn Thiên Chúa. Coi thần tài hơn Thiên Chúa là chúng ta đang khi quân cái kiểu như những người Do Thái trong bài tin mừng hôm nay. Đến với Thiên Chúa để làm giàu thôi, đến với Thiên Chúa để kiếm cái lợi. Cho nên khi đi đến nhà thờ, con lại đi đến với một mục đích lợi dụng Thiên Chúa nhiều hơn là con tôn kính, hơn là con tôn thờ Thiên Chúa. Con đến để con đòi, con đến là để con xin, con đến là con phải có lợi cho con thì con mới đến. Đó là những lúc chúng ta bị phạm vào cái tội là coi thần tài hơn Thiên Chúa. Rồi vị thần thứ hai cũng mang chữ T, đó là vị thần coi thần tình hơn là Thiên Chúa. Nghĩa là đi vì cả nể, đi vì cha với mẹ rầy la ép buộc nên con phải đi, đi vì con muốn làm vui lòng người bạn đời của con cho nên con đi. Có nghĩa là đi vì người đời, đi vì cả nể trên tình cảm. Cho nên có cái câu lạy Chúa Ba Ngôi, con lấy được vợ con thôi nhà thờ. Đó là cái kiểu của những người đi để mà với cái mục đích đạt được cái tình thôi. Biết bao người hôm nay sau khi lập gia đình, trước khi lập gia đình, trước khi cưới được vợ hay lấy được chồng, đi lễ rất sốt sắng. Vậy mà khi lấy rồi hôm nay còn đi không? Bây giờ đang có bao gia đình như thế, mình đang xem lễ online, mình thử coi chừng trường hợp đó lại lọt vào cái người bạn đời của mình đang đi hôm nay nè, mình đang dự đây nè, mà người bạn đời mình lọt vào cái trường hợp đi là coi thần tình hơn là Thiên Chúa, đi lễ lấy được vợ hoặc lấy được chồng xong rồi ngày hôm nay không thấy nữa, coi chừng đang là chồng hoặc là vợ mình hôm nay đó. Và cái tội khi quân phạm thượng thứ ba cũng một chữ T, đó là coi thần tôi hơn Thiên Chúa. Coi cái cá nhân, coi cái bản thân của mình hơn Thiên Chúa. Mình làm gì cũng nghĩ cái sự ích kỷ cho bản thân. Đôi lúc thỉnh thoảng chúng ta cũng nghe cái câu đi nhà thờ Chúa có cho gạo ăn không? Vậy thì chỗ nào mà cho gạo ăn là con tôn thờ sao? Chúa không cho, nhưng hãy biết Chúa là một người cha yêu thương. Chúa cho cái mà không ai cho được kìa. Một cái sự sống đời đời. Chứ con đừng đi đến với Thiên Chúa để con tìm cái ăn hôm nay. Cũng giống như những người đi theo Thiên Chúa mà khi Ngài làm phép lạ muốn tôn Ngài lên làm vua. Không phải là yêu mến tôn kính, mà họ vì được ăn no cái bụng Thiên Chúa. Nếu mà con thờ cái bụng, con thờ bản thân con hơn Thiên Chúa thì đúng là phạm tội khi quân. Vậy qua bài tin mừng hôm nay và nhân dịp lễ cung hiến thánh đường Letarano, để mỗi người mình ý thức hơn, không chỉ về cái đền thờ vật chất mà hàng ngày con vẫn tham dự thánh lễ, vẫn đọc kinh, mà còn ý thức hơn về cái đền thờ thiêng liêng, đó là đền thờ nơi thân thể Đức Kitô, nơi giáo hội và nơi bản thân con. Sống và làm như thế nào để giữ gìn đền thờ thiêng liêng xứng đáng là nơi mà Thiên Chúa ngự trị, và chính bản thân con đừng để chính mình phải phạm vào cái tội như những người Do Thái hôm nay, là tội phạm thượng khi quân. Amen.